Không gian công cộng là không gian quan trọng của cấu thành đô thị. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia quy hoạch xây dựng, thì hiện nay không gian này đang bị thu hẹp dần, không được quản lý tốt và không được quan tâm đầy đủ khi phát triển những khu đô thị mới với những tòa nhà chung cư cao tầng nhằm san sát nhau. Những khu tập thể cũ của Hà Nội như Thành Công, Giảng Võ, Kim Liên, Nguyễn Công Trứ là những ký ức gắn bó với nhiều người dân thủ đô. Xen giữa những tòa nhà là những sân chơi phục vụ cho cộng đồng dân cư tại đây. Tuy nhiên, đó chỉ là những hình ảnh trong quá khứ. Còn hiện tại, sân chơi tại các khu tập thể cũ đều la liệt các điểm trông xe máy, cửa hàng, cửa hiệu, hàng quán ăn. Dân thì là người ta bức xúc đến mức độ là họp người ta đã đề nghị. Họp người ta đề nghị với chính quyền. Đấy. Là các cái cửa hàng karaoke này, rồi là quán ăn, rồi là internet, rồi là... Nói chung là nhiều cái ở sân tập thể là nó bị chiếm dụng hết. Với một đô thị có tốc độ phát triển nhanh chóng như Hà Nội hiện nay, với dân số vượt ngưỡng 7 triệu người, thì việc các chung cư mới mọc lên thay thế cho những khu tập thể cũ nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở là điều tất yếu. Không khó để nhận thấy, tại các tòa nhà vài chục tầng san sát nhau, nhiều dự án xây dựng mới chỉ ưu tiên cho nhà ở, khu mua sắm, dịch vụ. Những thứ có thể mang lại lợi ích kinh tế lớn cho chủ đầu tư. Khi mà mình cho con mình xuống chơi thì hàng quán này, ví dụ hàng thuê xe, cho thuê ô tô điện thì đi rất là nhiều ở sân. Con mình sẽ không có chỗ chơi ở đây nữa. Không những thế, những không gian công cộng còn sót lại của thủ đô như công viên, vườn hoa cũng đang bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích và có nơi thì mất hẳn như chưa từng hiện hữu. So với trước đây, quỹ đất dành cho công viên chỉ còn 0,3%, tỷ lệ bình quân chưa đạt 1 m² một người. Hơn nữa, các công viên và vườn hoa tại thủ đô còn đang bị xâm hại, sử dụng sai mục đích. Tại các khu vực trung tâm thành phố, tình trạng vỉa hè dành cho người đi bộ bị chiếm dụng để bán hàng ăn, cà phê giải khát, thành nơi gửi xe diễn ra phổ biến. Người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường. Không gian dành cho sinh hoạt cộng đồng ngày càng bị bó hẹp theo tốc độ đô thị hóa. Các không gian công cộng thì bị lấn chiếm do công tác quản lý, rồi do nhà dân, rồi do cấu trúc đất đai nó bị thay đổi do nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố là về mặt quản lý, có những yếu tố về mặt chủ đầu tư làm nó biến thái những mảnh đất. Trong các đô thị hiện đại, khi con người hàng ngày phải gắn bó với công việc căng thẳng, điều kiện sinh hoạt riêng tư chật hẹp thì nhu cầu về những không gian công cộng cởi mở thân thiện lại càng lớn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không riêng gì ở thủ đô Hà Nội, mà tại các thành phố lớn, sự phát triển của không gian công cộng. Nhiều năm từng gắn bó với nghề cơ khí, nhưng anh Tô Quang Dũng là quyết định phát triển hướng đi của mình bằng cách lập trang trại sản xuất rau sạch theo hướng áp dụng công nghệ cao tại Đà Lạt.